em sẽ ngon thì quá cay. Đi ăn sinh nhật mà đi bữa toilet. Ủa bánh mì đâu rồi? Nó chốt rồi mà em tí. Ủa mấy bánh mì đâu rồi? Nãy giờ chủ sĩ không lên tiếng gì cho vậy. Em tính đi là mừng sinh nhật chú Thịnh rồi đó. Ông chú là rồi vô đi Thịnh. Cái gì? Cái gì? Gần đây nè. Đúng rồi, xa quá đặt không kịp. Vô tập trung lấy muỗng đi đũa. Ủa anh vào đâu? Hột quẹt hả? Lại trước bạn bè mượn hột quẹt đi mát. Có bánh mì, bỏ bánh mì ra.